Thưa quý vị, có thể nói thông tin về y tế sức khỏe luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Nhất là mới đây, Bộ Y tế dự kiến sẽ sắp ban hành thông tư tăng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 10. Theo đó, giá dịch vụ y tế tại các bệnh viện công sẽ được điều chỉnh tăng từ thời điểm trên. Đặc biệt, giá giường theo dạng dịch vụ được phân cấp dựa vào hạng bệnh viện và loại phòng bệnh. Giá ngày giường điều trị theo yêu cầu tại các bệnh viện hạng đặc biệt và hạng mục cao nhất là 4 triệu đồng một ngày cho loại phòng có 1 giường. Phòng 2 giường, 1 phòng giá là 2,5 triệu đồng mỗi ngày. Phòng 3 giường giá 1,5 triệu đồng và phòng 4 giường 1,3 triệu đồng một ngày. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá 4 triệu đồng một phòng bệnh là quá cao, ngang với giá khách sạn 5 sao. Xung quanh thông tư cho phép áp dụng mức giá phòng bệnh dịch vụ bệnh viện đến 4 triệu đồng mỗi ngày có hiệu lực là từ ngày 1 tháng 10. Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại rằng việc này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó khăn cho các bệnh nhân nghèo, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi giá tăng nhưng liệu dịch vụ có tăng. Tôi ủng hộ ý kiến về phòng cao cấp cho những người có nhu cầu cao, nhưng phải đủ giường đủ phòng cho những bệnh nhân bình dân trước đã, phải nêu rõ các chỉ tiêu của từng loại phòng và khi thiếu phòng bình dân đại trà mà phòng cao cấp chưa sử dụng thì cũng phải được sử dụng nhưng với giá bình dân, tất nhiên phải cho hơn một giường bệnh trong phòng cao cấp đó. Việt Nam hiện nay đang thiếu giường bệnh cho bệnh nhân nằm, phải nằm ghép, nằm hành lang, mất vệ sinh, sao còn là một phòng dịch vụ chỉ để cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có phòng tiếp khách. Đây là bệnh viện công chứ đâu phải nhà riêng. Biết bao nhiêu người không có chỗ để nằm trị bệnh, bệnh viện thì không đủ chỗ cho bệnh nhân. Cái phòng trong mơ theo đề xuất như thế có thể ít nhất đặt 10 giường bình dân để cứu 10 người bình thường thay vì một người có tiền. Phòng đắt thì người giàu thuê, phòng rẻ thì người nghèo hơn thuê. Đó là quy luật kinh tế thị trường, không có gì phải bàn cãi. Nhưng mong rằng số lượng phòng rẻ tiền thì không bị ít đi để cho số lượng phòng đắt tiền tăng lên. Thứ nhất, cần đảm bảo giường bình dân luôn có số nhiều vì dân nghèo còn chiếm số đông. Thứ hai, nhập viện buổi chiều hay xuất viện buổi trưa cũng đừng tính tiền nguyên ngày cho bệnh nhân. 4 triệu đồng cho mỗi ngày đêm, một giường bệnh là cái giá cắt cổ. Giường bệnh không thể có mức giá tương đương với phòng khách sạn 5 sao được. Như vậy là quá vô lý, vì khách sạn 5 sao là nơi sang trọng, đắt đỏ, chủ yếu dành cho những người giàu có và họ đến để thưởng thức, để nghỉ ngơi, để tiêu tiền. Còn bệnh viện là nơi mà người ta phải vào khi sức khỏe không tốt, khi gặp sự cố, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đó là lúc người ta gặp khó khăn nhất trong cuộc sống. Nếu phải trả thêm một khoản phí cho giá phòng dịch vụ đắt đỏ như vậy thì lại càng khó. Dẫu biết rằng có nhiều mức giá để phù hợp với từng loại đối tượng, tuy nhiên nếu để khu giá cao như vậy sẽ tạo điều kiện cho việc đẩy mặt bằng viện phí cao lên. Hơn nữa, trong thực tế, không phải lúc nào người nghèo cũng tìm được giường giá thấp. Nhiều tình huống buộc họ phải vào giường giá cao và vô tình mang thêm gánh nặng. Đại diện Bộ Y tế cũng giải thích đây là thông tư Bộ Y tế hướng dẫn khung giá để các bệnh viện xây dựng giá không vượt khung. Dự thảo đưa ra rất nhiều mức giá giường dịch vụ từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu, 4 triệu đồng một giường để đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng bệnh nhân. Loại giường dịch vụ lên đến 4 triệu một ngày chỉ áp dụng cho một số bệnh viện có điều kiện tổ chức, không áp dụng đại trà. Tại phòng phải có giường bệnh, có giường cho người nhà, có khu vực tiếp khách. Bệnh viện công thì chỉ được phép sử dụng cơ sở vật chất nhà nước đầu tư cho khám dịch vụ khi hoàn thành nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, không còn tình trạng bệnh nhân nằm ghép.